Quyển gì? Nửa đêm nửa hôm, ngươi còn tới đây làm gì? Ta cố tình tới thăm ngươi. Không biết ngươi có thích món quà mà ta nhờ Dương Đại Phẩm tặng cho ngươi không? Quyển Nhi à, Quyển Nhi. Đừng có kêu ta thân mật như vậy. Bình thường ngươi không phải kêu ta bằng gì Quyển Nhi sao? Lúc mà phụ hoàng ở đây thì là ta kêu như vậy thôi. Nhưng mà ổng bây giờ không có ở đây, mà bắt ta kêu bằng gì thì không thấy ngượng ngùng lắm sao? Vậy thì món quà đó, ta không cần món quà của ngươi. Hơn nữa, ngọc ngà châu báu ta đã có nhiều lắm rồi. Ngươi chưa mở món quà ra xem thì tại sao ngươi biết đó là ngọc ngà châu báu hả? Ngươi buông ra. Ta không buông thì sao đây? Nếu ngươi không buông ra, ta la lên đó nha. Ngươi la đi, la to lên đi. Ở đây chẳng có một người nào đâu. Vậy ngươi muốn gì? Nguyễn Nhi à, ta khoái ngươi lắm. Đừng. Nguyễn Nhi à, Nguyễn Nhi, ta muốn âu yếm với ngươi một chút có được không? Đừng. Đừng có đụng tới ta mà. Miệng của ngươi nói như vậy thôi, nhưng mà thật ra trong lòng của ngươi khao khát biết mấy. Hai đứa mình âu yếm một chút đi. Ngươi có biết là ta khoái ngươi lắm không? Đừng mà. Ngươi quá lộng hành rồi. Hay, tác hay lắm. Ngươi đã tác những gì ta ấm ức ở trong lòng. Nói cho ta biết, ngươi bao lâu chưa để cho đàn ông âu yếm rồi chứ? Hả? Ngươi đã bao lâu chưa được đàn ông hung hít gần gũi rồi hả? Hả? Đừng mà. Nói cho ta biết đi. Đừng. Đừng. Chịu đi. Đừng mà. Chịu đi. Không được đâu. Ta phải nói cho hoàng gia biết. Ta phải đi gặp ổng. Ta phải đi nói với ổng. Nói với ổng? Ngươi muốn mét ta điều gì đây? Hả? Ngươi muốn dệt trời mà ổng không thể ngủ nghỉ với ngươi phải không? Chẳng lẽ là ngươi muốn nói cho mọi người biết ổng chỉ có một bề ngoài giả tạo vậy sao? Phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ổng biết là ngươi thèm thuồng khí hưởng với đàn ông? Có phải không? Thức rồi à? Từ nay có còn tới với ta nữa không? Ngươi yên tâm đi, ngươi là người ta khoái nhất. Tại sao ta không tới với ngươi chứ? Ta thiệt là người mà ngươi quý nhất đó hả? Ta có thể thề với trời đất. À đúng rồi, phụ hoàng bắt ta phải làm việc quan trọng lắm, ta phải đi rồi đó. Nói đây là đi rồi à? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên tới với ngươi. Ngoan hả? Ây giờ, làm cái gì mà lâu quá vậy? À, tiểu hoàng gia. Ở ngoài xảy ra chuyện gì đây? Bình Nhi đang hối hả muốn gặp tiểu hoàng gia. Ai đó? Bình Nhi phu nhân, là tôi đây. Cô coi thử coi ai đã tới. Bình Nhi. Người nói đi, người đi đâu vậy? Ta còn tưởng là người chết rồi. Ê, ta làm sao chết được? Nếu mà ta chết, người đau lòng lắm hả? Người im đi. Ta đã đi kiếm hết cả hoàng phủ mà không kiếm được người. Có phải là lén lút đi ngoại tình không? Người nói đi. Cũng tại phụ hoàng không à. Bắt ta đi làm việc cấp bách gì đó. Thì là cực khổ cả đêm. Hồi nãy ta mới về hoàng phủ thôi mà. Thiệt hả?
Có cần ta thề không? Được rồi, ngươi thề đi. Bình Nhi à, ngươi đừng biết giận ngoài được không? Đêm vừa rồi ngươi phải ngủ với ta chứ. Báo hại ta phải giận ngươi suốt đêm. Ngươi, ta phải giận ngươi. Ta biết mà. Bỏ bê người mà ta đáng yêu nhất. Đáng đánh, đáng đánh. Hả? Vậy ngươi nghĩ con phải bù đắp ta thế nào đây? Người muốn như thế nào? Là thế đó đi. Hả? Quan trọng nhất là âu yếm với người. Ngươi kỳ quá à. Bình Nhi à, ngươi hết giận ta rồi hả? Thật ra nếu mà ta không có bận lắm thì ta làm gì không tới đây chứ. Cô nhớ ta không? Nhớ chứ. Nhớ thì đấm mạnh chút đi. Dạ được. Quỳnh Lan em kính tiểu hoàng gia một ly nè. Được. Quả thật là rượu ngon. Các người thoa cái gì mà thơm quá vậy? Nói cho ta biết coi. Tại vì tụi em biết tiểu hoàng gia thích cái mùi thơm này lắm, cho nên ngày nào cũng thoa hết. Tôi còn nhớ cái ngày đó, tôi đem bông đi giao dùm cho mẹ của tôi tới tiểu lầu. Ngờ đâu lại gặp phải cái tên ma đầu đó. Dạ, cảm ơn cô nương. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn cô nương. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Hãy cho ta hôn cái đã. Hey, vô đi, đi vô đi. Đẹp lắm đây. Trẻ lắm đây, trẻ lắm đây. Mua một cái đây. Đại tướng. Ô, cô Nga, tới đó hả? Tôi đem bông tới giao cho chú nè. Ờ, bông này không phải tôi mua đâu. Vậy, vậy thì ai mua? Ờ, là do đại gia trên lầu bỉ tôi mua đó. À, vậy thì làm phiền đại thúc mang lên giùm tôi đi nha. Ờ, không được, không được. Ông đại gia đó phải dặn cô nhất định phải mang lên trển á. Ông đang chờ cô trên lầu á, cô lên đi. Đậu cô nương à, cô mang lên trển đi mà, nhanh lên đi. Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Mang lên trển đi, mang lên trển đi hả? Nhanh lên, mang đi. Làm ơn lên đi hả? Vô đi. Tôi đã chờ cô dọn dẹn ba cái thì rồi đó. Đông môn thiếu tôi rốt cuộc đã chờ được cô rồi. Tại sao anh lại biết tên của tôi là Nga? Tại có lòng với cô đó. Mong vô cần ở đây. Ê, sao mà vội vã đi quá vậy? Tôi còn chưa có trả tiền cho cô mà. Đây là 500 lượng à. Cô hãy nhận lấy đi. Vậy ông trả 2 lượng là đủ rồi. Nhưng mà đối với tôi mà nói, 500 lượng cũng là ít rồi. Từ nay bông của cô bán tôi hoàn toàn mua hết. Ông muốn cái gì đây? Tôi không có muốn gì. Tôi chỉ là muốn mời cô uống một chung rượu thôi. Bộ tưởng là ông có nhiều tiền là muốn cái gì cũng được sao? Ông tưởng ở trên đời này ai cũng có thể dùng tiền mà mua chuộc à? Ông đã lầm lẫn rồi, ông đã lầm lẫn rồi. Hay, xưa nay chưa có một cô gái nào dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Cô càng như vậy thì tôi càng bắt cô phải uống rượu với tôi. Qua đây. Ông buông tôi ra đi. Cái kiểu này rượu mời chắc là không uống. Muốn uống rượu phạt hả? Thả tôi ra, thả tôi ra. Chính vì thích cái nết cô như vậy đó. Hãy
rồi mẹ ơi. Cháu nhỏ hả? Cứu người. Bắn người ta, cứu người. Ông chủ à. Lại là cô nữa hả? Ông chủ à, tôi xin ông cho tôi mua thiếu thêm 2 cái bánh bao nữa đi. Nửa tháng này tôi bán thiếu cho cô nhiều lắm rồi. Không bán nữa đâu, không bán nữa đâu. Cô đi đi, đi đi. Mẹ của tôi không có ăn cái gì hết. Tôi sợ là bà không chịu nổi. Ông Triệu à, tôi xin ông rộng lượng hỷ xả một chút đi. Tôi đâu có phải là thánh thần mà phải hỷ xả. Cô đi đi, đi đi, đuổi cô đi. Đi 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 đi. Mai mốt đừng có cho cô tới đây nữa. Chị à chị, chị lấy ăn đi. Cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Mẹ à, con có bánh bao nè, mẹ lấy ăn đi. Con mẹ à, con đang rồi. Con quạ mẹ, con không có ăn đâu, con không ăn mẹ cũng không ăn. Dạ được, con. Ngài cũng cho mình làm hai quỷ lánh xa hết. Không lẽ hai mẹ con mình phải chết như vậy thì sao? Mẹ. Ây cha bà Thái. Ây da, biểu thẩm mà. Con là Quỳnh Tiểu Nguội nè. Bộ mà quên rồi hay sao? Đã lâu quá rồi không có gặp con. Dạ phải, dạ phải. Hôm qua vì vô tình con mới biết được hoàn cảnh của mợ. Con đã hỏi nhiều người lắm rồi. Thì ra là mợ ở đây. Ây da, đúng rồi, xém chút con quên mất. Con có đem đồ ăn tới cho mợ nè. Nè, nè, mợ ăn đi. Không cần ngại đâu, ăn đi. Vậy làm phiền quá. Ây da, mặc dù là bà con xa nhưng mà cũng là bà con mà. Mợ đừng có ngại nha, mợ cứ ăn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Ây da, chuyện của mợ hả? Tôi đã biết rõ hết rồi. Trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc họa lúc phước. Ây da, nhưng mà đâu có thể nào cứ như vậy hoài được đâu. Chúng tôi đã tới đường cùng rồi. Ây cha, con đường là do người bước đi thôi. Ngay là gì? Mở cứ dọn tới Hoàng Phủ ở đỡ đi. Hoàng Phủ? Dạ phải, đó là tiếng tăm lẫy lừng của Tịnh Nam Hoàng Vũ đó. Nhà, hai mẹ con mở cứ ở tạm đây trước đi. Vậy thì hay quá. Yên thân rồi đó. Quỳnh Đại Thẩm à, hả? Nếu không phải nhờ cô kiếm tôi kịp thời thì hai mẹ con tôi thì thê thảm. Cảm ơn cô nhiều. Ây da, mình là chỗ bà con mà, cần gì phải khách sáo. Quỳnh Đại Thẩm à, hảo ý của thím, chúng tôi thiệt là cảm ơn. Nhưng mà chúng tôi không biết phải cảm ơn thím bằng cách nào.
Hay là vậy đi, bắt đầu từ ngày hôm nay thì cô Nga này phụ giúp cho tôi. Còn mợ á, thì để tôi kiếm công việc gì nhẹ nhàng để cho mợ làm. Vậy thì yên lòng rồi, có phải không? Cảm ơn. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nha. Dạ được. Mẹ à, mẹ ngồi đi. Không ngờ trong thiên hạ lại có người tốt bụng như vậy. Nếu như không phải nhờ bà thì hai mẹ con mình không biết phải làm sao đây. Ăn đốn hai người đàng hoàng chưa? Tất cả đều theo chỉ thị của tiểu hoàng gia xong hết rồi. Được. 1.000 lượng này thưởng cho người đó. Cảm ơn tiểu hoàng gia, cảm ơn tiểu hoàng gia. Lần này ngươi làm được hay lắm, ta rất là thích. Càng thích cái người mà đem bông tới cho ta trong lữ quán nữa. Nô tỳ cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Xong việc rồi. Nô tỳ cáo lui. Tiểu hoàng gia, những thứ đồ sang trọng như vậy tôi không dám nhận đâu. Tôi không dám nhận đâu. Ê bà Thái à, đồ này đâu phải là quan trọng. Đây bất quá chỉ là tơ lụa thôi, bà cứ nhận đi. Còn đồ bổ để cho bà tẩm bổ sức khỏe, cứ nhận đi, đừng có khách sáo hả? Tiểu hoàng gia, ông đừng có làm khó dễ tôi. Người ta nói vô công bất thụ lộc, tôi không có làm gì cho tiểu hoàng gia hết. Thử hỏi làm sao mà dám nhận hậu lễ như vậy. Thật ra là bà có thể làm cho tôi một việc chứ. Chuyện gì? Chỉ cần mở trước mặt của cô Nga, nói giùm tôi vài câu tốt làm thì được rồi, hả? Ý của tiểu hoàng gia là... Đối với tôi thì tôi rất là trịnh trọng cô Nga lắm. Bởi vì cô khác với mọi người. À phải rồi, chút nữa tôi quên mất. Ở đây có 1 ngân phiếu, bà cứ nhận đi. Không được, tôi không dám nhận đâu. Tôi không nhận được. Cứ nhận đi. Nếu mà có việc gì cần, cứ nói cho tôi biết. Tôi còn có việc khác phải làm, tôi xin phép. Tiểu hoàng gia. Có phải là cổ không? Nhưng đúng là cổ rồi, nô tỳ không có nhìn lầm đâu. Nô tỳ thì không hiểu tại sao tiểu hoàng gia ở trong quan viên đã có nhà 3 lần nhìn trộm cổ đó. Hèn chi lúc này ít khi thấy tiểu hoàng gia xuất hiện. Thì ra hắn đã đi thường một kẻ hạ nhân. Ta phải đi hỏi tiểu hoàng gia cho rõ ràng mới được. Thật ra có chuyện gì muốn hỏi đây? Không lẽ Bình Nhi muội muội lại ganh ghét ghen tuông à? Người đừng nói cái gì đây. Muốn nói thì cũng phải có bằng có chứng chứ. Dĩ nhiên có, ta tin chắc rằng lòng của người đã hiểu rõ. Không cần phải nói nhiều, cứ việc đi hỏi đi rồi biết. Bộ ngươi tưởng là ta không dám hỏi à? Nhưng mà ta không bao giờ mắc mưu người đâu. Người muốn ta đi về phía tây thì ta dứt khoát đi về hướng đông. Những gì ta làm không để người đoán được đâu. Nè, nơi này là phòng sách của tiểu hoàng gia, người phải ráng mà cẩn thận đó nha. Người phải nhớ cho thiệt là kỹ, đừng có rớ đồ bậy bạ đó, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vậy được, lo làm đi. Nè, người phải nhớ kỹ nha, nhất định phải cẩn thận đó. Thank you.
Mẹ à. Nga. Đồ vật này là của ai vậy? Nga, để mẹ nói thiệt cho con biết nha. Là do tiểu hoàng gia tặng cho mình đó. Ông kêu mẹ phải ráng giúp ổng, phải ở trước mặt con nói tốt giùm ổng. Mẹ à, mẹ nói là tiểu hoàng gia đó thì tình là Đông Ngôn thiếu gia. Là ổng nói đó mà, sao con lại hỏi như vậy? Mẹ à, mẹ còn nhớ kỳ rồi con có giao bông tới lữ quán đó hay không vậy? Nhớ chứ, mẹ nhớ. Sao con lại nhắc tới ổng? Chính ổng là người mua bông đó. Ông muốn làm nhục con. Tên thiếu hoàng gia đó, bề ngoài hớn hở, thì ra là đầy dẫy giả tầm. Nhưng mà đồ đạc nhiều quá, mình phải làm sao? Tại sao cô không chấp nhận hảo ý của tôi? Thật là hảo ý của ông hay sao? Ông nghĩ là xài tiền dùng quà cáp thì có thể mua được lòng người sao? Ê, khoan đã. Đó. Cái này là thật lòng của tôi mà. Ở trong lúc mẹ con của cô gặp chuyện cùng cực, tôi ra tay giúp đỡ. Đó là chứng minh tấm lòng của tôi mà. Không. Tôi muốn nói là Dương Đại Thẩm. Đúng là cho tôi kêu bả làm vậy. Bởi vì tôi sợ cô từ chối. Thì ra tôi nói cho cô biết, cô ở trong phòng khách của tôi phát giác ra một chuyện bí mật lớn lao của phụ hoàng tôi. Nếu mà để cho ông biết được, cô nghĩ coi ông sẽ đối xử với cô như thế nào. Bây giờ tôi không nói ra tiếng nào cả, chẳng lẽ là cô không hiểu được lòng dạ của tôi hay sao? Cô Nga, cô Nga. Ngươi thì chính mắt nhìn thấy à? Tuy rằng không phải ta đã nghe được hết mọi chuyện, nhưng mà tình cảnh lúc đó ta đã thấy Đông Môn thiếu quả thật rất kích động nha. Vậy mà cô nói ta là người yêu quý bao nhiêu của hắn, thì đây tất cả đều là gạt ta. Gạt ta thôi, gạt ta mà. Ta không bao giờ tin hắn nữa đâu. Tại sao người lại nói cái chuyện này cho ta biết? Ngươi làm như vậy với ý đồ gì đây? Tại vì Đông Môn thiếu, hắn cũng đã từng nói với ta như vậy. Ta là người hắn yêu thương duy nhất. Ta không có tha cho hắn đâu. Ta phải kiếm hắn thanh toán. Khoan đã, khoan đã. Trước khi chưa có bằng chứng thì không nên nóng nảy như vậy. Tại sao hoàng gia lại phải gặp tôi vậy? Chắc là lúc nãy người vô phòng sách đã phá cái gì của ổng rồi chứ gì. Lát nữa người đừng có nói là ta giới thiệu cho người nữa nha. Hả? Cô không chịu đi, đi mau đi. Úi dạ. Vô đi. Dân nữ phụng nè, cấu kiến hoàng gia. Cái phòng của ta là do người quét dọn đó hả? Dạ phải. Ta nghĩ là không có ai giống như người dọn dẹp cái phòng ta đàng hoàng qua. Khá lắm, hợp ý ta lắm. Ngoài ra còn điều gì cần dặn nữa hay không? Tạm thời không có gì nữa, ngươi hãy đi ra đi. Ta hoàng gia. Hay lắm, hay lắm. Nga, con nghi ngờ họ có chuyện không ổn hả? Mẹ à, mẹ suy nghĩ coi. Mình vô ở được trong hoàng phủ này đều là do một tay của Đông Môn thiếu sắp xếp. Vậy thì nhà mình bị cháy, cùng với bông hoa của mình có độc, có khi nào liên can với nhau hay không? Đúng à, có lẽ là như vậy. Trước
tiên thì hắn tạo cho mình, lâm vào cảnh ngộ tận cùng, rồi sau đó sắp xếp cho Dương Đại Thẩm xuất hiện kịp lúc. Thật ra cái đó hoàn toàn là quỷ kế. Ây dạ, nghĩ ra thì là đáng sợ quá. Có chuyện vui, có chuyện vui rồi. Dương Đại Thẩm, ây dạ, bà Thái à, nhà lần này hai mẹ con bà thì có phước quá, được phát tài rồi. Hả? Hoàng gia, có phải ông chị muốn cưới Phụng Nga hay không? Hoàng gia không được đâu, Phụng chỉ là một cô gái thấp hèn thôi. Tại sao hoàng gia ngài lại... Bộ bọn ngươi cao quý lắm sao? Một người lại là ca kỹ, một kẻ là con của ông mổ heo, hơn được đậu Nga sao? Thật ra khá lắm, thật khá lắm, thật tốt hết sức. Đúng rồi, cổ quả thật là tốt lắm. Thì cũng tốt mà, tốt đến nỗi cả đồng bồn thiếu cũng bị cổ mê muội luôn. Thì bởi vậy mới nói, nghe nói là cổ vừa mới bước vô Dương phủ thôi thì đồng bồn thiếu giờ đã lo lắng ân cần rồi. Có thật như vậy sao? Dĩ nhiên là thiệt rồi, trong Dương phủ ai mà không biết ba cái chuyện này. Vậy đó. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đừng có nói nữa. Cái gì mà càng khó chiếm được thì ta càng phải chiếm đoạt. Tại sao hoàng gia nhất định phải cưới con? Nhất định là có âm mưu gì? Mẹ à, theo con nghĩ mình nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Mình phải đi cho mau. Nhưng mà mình làm sao thoát được chỗ này đây? Nhất định phải lén lút trốn đi, đừng bao giờ để cho người khác biết được. Chuyện này càng nhanh thì càng tốt. À, mẹ à, ngay đêm nay mình phải rời khỏi chỗ này. Được, nhưng mà mẹ sợ quá. Mẹ à, mẹ đừng có sợ quá, con tin tưởng là nhất định trốn thoát được ra khỏi chỗ này. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà mình vĩnh viễn mất đi đầu Nga hay sao? Mình làm bất cứ điều gì đều trái ngược với mình cả. Chẳng lẽ mình muốn một người lại bị sự cản ngăn vậy sao? Đầu Nga, nếu ta không cưới được người, ta nhất định đoạt được người cho bằng được. Sao chứ? Tự nói thầm với tâm kiến hả? Có chuyện gì không phụ hoàng? Về việc ta định cưới đậu Nga, ta muốn nghe ý kiến của người. Con có được tư cách đó hay sao? Người cứ việc nói, mà phải nói thẳng thắn trước mặt của ta. Có phải người không muốn đoạt được đậu Nga không? Thưa phụ hoàng, đậu Nga bất quá chỉ là một người con gái bình thường mà. Gì mà ngươi muốn đoạt được? Ngươi đã đoạt lấy được rồi chứ? Mỗi hành động ngươi ở trong Dương phủ này, bộ ngươi tưởng là ta không biết sao? Thật ra ta đều nhìn thấy hết tất cả. Ngươi nên hiểu rằng trong bí mật của ta lẫn của ngươi đó chẳng qua cùng chung mục đích chiếm đoạt thiên hạ. Còn đàn bà đó chỉ là chuyện tầm thường, tại sao ngươi lại phải tranh giành với ta? Con đã hiểu rõ. Ở trong đó có một việc này, con muốn bẩm báo cho phụ hoàng biết. Chuyện gì đây? Đậu Nga nó vô tình nhìn thấy cuốn sách Thống Nhất Giang Sang mà do phụ hoàng soạn thảo. Thiệt hả? Cha có thể chấp vấn cổ trước mặt thì cha sẽ biết rõ ràng được mọi sự. Đừng có trách ta đánh trúng ngay cái điểm yếu của người, bởi vì ta biết người không bao giờ lon truyền ra ngoài. Ta biết người nhất định phải giữ mặt mũi, bởi vì người đột nhiên phải cưới cổ là vì người muốn che giấu cái sự bất lực sinh lý của người thôi.
đầu nha. Ta không đoạt được người, ta cũng không thể nào để cho người khác lấy được người được. Nghe cô Nhiên, có chuyện gì? Dương đại thẩm bị cô ấy qua phòng cưới. Qua bên phòng cưới để làm gì? Dương đại thẩm nói là bà có lỗi với hai mẹ con cô, muốn bù đắp lại, cho nên muốn âm thầm giúp cho hai người trốn khỏi Dương phủ. Đại khái là như vậy. Tôi sẽ qua bển liền. Cảm ơn nhiều. Không lẽ Dương đại thẩm bị lương tâm cắn rứt, thiệt tình muốn giúp cho mình trốn? Khó nói lắm. Thì cứ qua phòng cô ấy sẽ biết bà muốn nói gì. Mẹ à, để con đi cho. Mẹ lo thu xếp hành lý đi nha. Lát nữa con sẽ trở về đón mẹ. Con cẩn thận nha. Con hiểu rồi. Dương đại thẩm, Dương đại thẩm. Đậu Nga, phen này dù cô có cắn cũng có mà bài. Ông thì là đây hèn, ông muốn gì đây? Cô muốn nói sao cũng được, vì để đòn được cô, dùng mỗi thủ đoạn cũng đáng lắm chứ hả? Bây giờ cô có hai con đường để chọn. Một là cô phải chịu theo tôi, còn hai là cô chỉ có con đường chết. Cô chọn cách nào đây? Chuyện này giống như làm được tốt lắm. Tao thưởng cái này cho ngươi. Cảm ơn ngươi đại thẩm. Bây giờ mình chia ngã mà đi. Ngươi đi bên này, còn ta đi bên kia. Dương đại thẩm. Là bà hả phu nhân? Đồng môn thiếu đâu? Đưa ta đi gặp hắn. Vợ tôi không biết ngỏng đi đâu. Ngươi, ngươi còn giả vờ. Cái chuyện đó là do ngươi đưa đường chỉ lối mà. Ngươi mà không biết nó ở đâu thì còn ai biết được nữa. Tôi thì không biết lỏng ở đâu mà. Ngươi thì là không biết à? Thiệt không biết. Nhưng mà bây giờ ngươi có chịu dắt ta đi hay không? Thôi đừng giận dữ nữa. Bây giờ ngươi chọn một con đường nào đây? Ngươi không trả lời à? Ngươi nói đi. Ta bảo ngươi nói cho ta biết đi. Ông muốn tôi khuất phục với sự uy hiếp của ông thì không thể nào đâu. Ông giết tôi đi. Ông cứ giết tôi đi. Ngươi thật bắt buộc ta giết ngươi à? Cứ giết đi. Ngươi cứ giết đi. Nhưng mà ta... Đậu Nga, ngươi thì là khờ dại quá. Ta thương ngươi như vậy, làm gì mà nỡ giết ngươi. Rốt cuộc thì ngươi cũng để cho ta bắt được quả tàn. Các người... Ngươi là một kẻ tán tộc lương tâm. Ngươi đã dốc lòng gạt gẫm ta. Ngươi không những là gạt gẫm ta, mà ngươi còn lăng nhăng với người đàn bà của cha ngươi. Cô chính là người của cha ngươi. Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ta phải giết ngươi nha. Ngươi đừng có dạy như vậy, ngươi làm gì vô dụng thôi. Hắn không có sợ đâu. Chuyện của hắn mình phải báo cho hoàng gia biết, để cho hắn muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không yên. Thì được, ngươi cũng không chịu theo bọn ta đi. Được, đi thì đi. Dương đại thẩm, tôi làm mấy bà ép tôi làm thôi. Tự các người chuốc lấy thôi, để ta tròn vẹn cho các người nhé. Ở đằng trước nè, phụ hoàng đừng nghĩ cô là đàn bà. Cổ ra tay thật là ác độc đó.
Thu Hoàng cho coi nè. Không phải tôi giết đâu, không phải là tại tôi. Bắt cô lại. Dạ. Không phải tôi giết đâu, tôi không có giết họ mà, đừng có bắt tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Buông ra. Đi. Đi. Buông ra. Có chuyện nhận không? Tôi không có giết người. Tôi không có giết ai hết. Thật sự tôi không có giết người đâu. Tiểu hoàng gia tôi. Cổ có chịu nhìn nhận chưa? Bẩm tiểu hoàng gia, cổ không chịu nhận. Không phải tại tôi đâu. Không phải tại tôi. Mẹ, không phải tại tôi. Buông tôi ra đi. Không phải tại tôi đâu. Mẹ à. Nga. Nga. Mẹ à. Tại sao họ lại đánh con tới như vậy hả? Tiểu hoàng gia. Tiểu hoàng gia, làm ơn thả nó ra đi mà. Tiểu hoàng gia. Tiểu hoàng gia. Lôi bà ra. Mẹ. Nga. Mẹ. Nga. Mẹ à, tôi ra đi. Thả tôi ra. Con của tôi bị hoàng đó. Mẹ. Nếu như ngươi không có chịu ẩn khí thì ta sẽ giam cả mẹ của ngươi luôn. Rồi ta ghép tội cho bả xúi dục người, sai người đi giết chết hai người đó. Đừng nhờ. Đừng nhờ. Ông tha cho bả đi. Ngươi có giam bả. Tha bả. Vậy thì ngươi có chịu nhìn nhận không? Tôi sẽ chịu ấn ký. Sau khi tôi ấn ký thì họ đem tôi ra chém. Trước khi mà chém tôi đã có thề với trời, tôi thiệt là bị oan ức mà chết. Tôi có nói một câu thề độc. Lúc mà tôi chết, một, mau sẽ nhuộm đỏ dải treo. Hai, là tuyết rơi tháng sáu. Ba, khiến cho sở châu hạn hán ba năm. Con đừng có chết nghe nha, đừng có chết. Mẹ à, mẹ đừng có đau lòng nữa. Con đã nhận tội rồi, nó cũng là số mạng của con thôi. Nga, mẹ không tin con giết người. Mẹ không tin con giết người đâu. Con không có phạm tội đâu. Tại sao vậy? Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Quên đi. Mẹ à, mẹ à. Mẹ à, mẹ. Nga, mẹ à, con bắt con rồi. Ngươi còn gì nói nữa hay không? Quan lắm. Quan lắm. Tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Tôi nhất định là phải chết ở một nơi xa xé đàng hoàng. Tôi không muốn máu của tôi phải rơi xuống một nơi ô uế bẩn thỉu. Tôi phải để máu của tôi hoàn toàn dâng lên và nhuộm đỏ miếng vải đang treo. Đám tang của tôi phải có xe tang bạch mã. Trời phủ lên một màn tuyết trắng xóa đi đưa đám tang của tôi. Cuối cùng phải bắt rơi một trận bão tuyết. Vì để trừng phạt cái nhân tình bất công này, tôi phải buộc khu vực ở làng Sở Châu này không mưa không gió trọn vẹn cả ba năm. Thôi tự nhiên nó lớn quá à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi chết thì vong hồn của tôi đi xuống dưới địa phủ. Bốn tên quỷ sai áp giải tôi đi, họ đều thương xót. Họ có cho tôi một thời gian ngắn để tôi trở về đó trả thù. Tôi thề, tôi phải nhất định chính tay tôi giết chết Đông Môn Thiếu. Cho anh một miếng đi. Nóng mà. Ta kiếm người đây. Đông Môn Thiếu, ta kiếm người đây. Đậu Nga, người đang ở đâu? Người đã hại ta khổ sở lắm. Cho dù là ta có thành ma, ta cũng phải đem con người tán tận lương tâm, lòng lan dạ sói của người lôi xuống địa phủ. Quyết Đậu Nga, là do tiểu hòa trách người quá, tại người không biết lịch sự, tại người tự trút lấy mà thôi. Im miệng. Nợ máu phải trả bằng máu. Đậu Nga, Đông Môn Thiếu, cho dù ngươi có chạy đi đâu, ta cũng phải bắt người nợ máu phải trả bằng máu. Đậu Nga, ngươi đừng có tưởng ngươi thật mà ta sợ ngươi nha. Ta có thể khiến cho ngươi vong hồn tiêu tan. Đậu Nga, ngươi ra đây, ngươi ra đây. Đậu Nga, ngươi ra đây. Đồng Môn Thiếu, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Cả gan cho tỷ quỷ cũng không chịu theo ta đi nữa. Khoan đã, tôi bị chết thì là quan ức, tôi phải báo thù. Tôi phải báo thù. Tôi không thể làm mẫu cả. Thì ta đi về đi. Đông Môn Thiếu, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi mà. Tôi phải trả thù. Đông Môn Thiếu, tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Đông Môn Thiếu, tôi phải trả thù. Nếu như cô không trả được thù, sau đó vì cớ nào mà lọt vô tay của Mạo Dung Tuyết? Chuyện là như vậy, là do chính nguyên chủ đã cứu thoát tôi từ ở trong tay của bốn tên quỷ tốt đó. Ngay trong lúc đó tôi mới hiểu được là chính bà đã ứng nghiệm vào cái nguyện vọng đó. Vậy gì đạo bá tánh nó sợ cho bị hạn về thiên tai, tôi cảm thấy thì là ai nói lắm. Nhưng mà về việc cản trở hạn hán thì tôi lại bó tay vô phương. Tất cả những điều bất hạnh đó như là do một tay của tên ác ma đó gây ra. Nếu vẫn tiếp tục để hắn lộng hành nữa thì nhất định là sẽ có nhiều kẻ vô can sẽ bị ám hại. Nhưng mẹ của tôi chỉ
có cách là giao giá trời Phật. Nghe cho bà được sống bình phục trở lại, mà sống được yên ổn. Đồng anh cô nương, xin cô yên tâm, sự oan ức của cô chúng tôi sẽ giải thoát giùm cho cô. Đúng đó đậu nga cô nương, cô đừng có nên đau lòng quá. Đậu cô nương, ở trước khi giải thoát giùm cho cô, chúng tôi phải nhất định giải quyết nạn hàng hán ở Sở Châu trước. Cô đã nói là ba nguyện vọng đó đều do Mạo Dung Tuyết giúp cô hoàn thành phải không? Mà cô cũng nói hạn hán liên tục 3 năm đó, cô cảm thấy áy náy phải không? Nhưng mà cô lại vô phương. Giải linh thì cần phải có kẻ linh, vì cần phải cứu muôn vạn nạn nhân, trước hết phải kiếm cho được Mạo Dung Tuyết cả, cô nghĩ đúng không? Nếu đã như vậy, xin cô hãy nói cho chúng tôi biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Nhưng mà tôi không muốn bán rẻ hiên chủ. Không phải, đây không phải là bán rẻ, mà là để cứu muôn vạn nạn nhân. Cô yên tâm, khi tôi gặp được cổ rồi, tôi sẽ tận hết khả năng hóa giải sự ân oán của tôi với cổ. Tôi không phương hại tới cổ đâu, xin cô hãy tin lời tôi. Cô Nga, tôi sẽ dắt các ông đi gặp nguyên chủ. Khỏi đây rồi. Nhưng mà cô có biết hiện thời cô đang ở đâu không? Ngoài trừ đây ra, tôi cũng không biết là hiện chủ đi đâu. Cô đang ở đâu vậy kìa? Nhất định phải tìm ra cổ mới được. Sư phụ rời khỏi chỗ đó, bây giờ định đi đâu đây? Đúng đó sư phụ có tính toán gì không? Vì ta đã luyện tông dị hồn đại pháp, nên bây giờ ta tới cầu xin sư phụ của ta. Sư phụ! Sư phụ! Ta mới vừa nghĩ tới người thì người xuất hiện ngay hả? Bái kiến sư phụ. Kế hoạch trả thù của người còn chưa hoàn thành được phải không? Dạ phải, cho nên mới nhờ sư phụ giúp con luyện xong duy hùng đại pháp. Vậy thì hai người hãy ráng thao luyện mới được nhờ. Sư phụ chỉ dạy. Người có biết là tại sao phải treo cái bức tượng của người ở đây không? Và người có biết rằng tại sao phải đặt tên cái chỗ này là luyện kiếp giáo không? Dạ con hiểu. Từ khi nhờ sư phụ đã cứu con từ địa phủ ra, không những thâu dụng con mà còn dạy cho con biết nhiều phép thuật, cho nên con rất đổi ơn của sư phụ. Nhưng mà ta dạy người có hai lý do. Thứ nhất, nó liên quan tới việc luân hồi 100 năm giữa ta với người, và có liên quan tới chuyện ân oán giữa ta với người và chung quyền. Thật ra từ đời đời kiếp kiếp tới giờ,
ta đều yêu người lắm. Nếu như không phải chung quỳ phá rối ta thì ta nghĩ người với ta đã thành vợ chồng từ lâu rồi. Sư phụ, đối với việc tiền kiếp con thì không biết gì hết. Cái gì? Ngươi thật sự không biết gì về tiền kiếp hay sao? Ừ. Thật là tội cho ta phải lăn lóc tới bụi trần, luân hồi chuyển thế tới nước Thiên Trúc, xuất gia làm hòa thượng. Mặc dù là ta trở thành hòa thượng, nhưng mà lòng ta vẫn còn luyến nhớ bồi hồi người. Cho tới khi vào những năm của đời được, thật không ngờ ta lại gặp phải chung quỳ. Một điều mà càng không ngờ nữa là hắn lại được sắc phong thần phục Mai Đại Tướng Quân. Còn ta chỉ là một chức phán nhỏ nhặt ở địa phủ mà thôi. Cho nên ta thề rằng ta nhất định phải cưới người, để cho người ở với ta trọn đời trọn kiếp. Một điều khác nữa là ta muốn người chính tay người phải trả thù rửa hận. Ngươi còn nhớ không, ở trên đỉnh đồi Thiên Thu, chung quỳ đi giết chết người thế nào chứ hả? Hắn, tại sao hắn phải giết con? Con không hiểu. Mạo Dung Tuyết, ngươi nghe kỹ đây. Muốn luyện thành Di Hồn Đại Pháp thì phải ba kinh bạc nghĩa. Trong lòng chỉ có độc ác mà thôi, ngươi có hiểu không? Con, dạ con hiểu, con đã hiểu rồi. Trong lòng của người quả thật oán hận hắn lắm, nhưng mà thủy chung người chưa quên được hắn đâu. Không phải, không đâu, con phải trả thù. Người thiệt nghĩ vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Được, ta tạm thời tin người. Sự ân oán giữa ta với chung người cần phải triệt để kết liễu. Sư phụ, sư phụ có chịu giúp cho con không? Nhưng mà ta phải có điều kiện. Điều kiện gì? Để sau khi ngươi hoàn thành, ngươi phải trọn đời trọn kiếp ở với ta, không được rời khỏi nơi đây một bước. Sao hả? Có chấp nhận không vậy? Con để con suy nghĩ. Được, vậy thì ta giúp người luyện Di Hồn Đại Pháp. Trong tinh thần dốc sức đối phó, toàn bộ đối phó. Đại ca, có tìm được manh mối gì không? Còn chưa kiếm được tông tích của Mạo Dung Tuyết. Kỳ quá, cô đi đâu vậy? Đại tướng quân, đại tướng quân, tôi muốn về xin ông cho tôi gặp mẹ của tôi một lần đi. Mẹ của tôi đang mất hết lý trí, không còn cảm giác. Tôi xin ông đại tướng quân cho tôi gặp mẹ tôi đi. Cô có hiếu quá, thật là hiếm có. Cô cứ đi đi. Cảm ơn đại tướng quân. Đại ca, cô Nga đi như vậy có phải giúp ích được cho bà Thái không? Mình hãy đi coi thử. Dạ. Mẹ nè, mẹ à, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, mẹ à, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, chỉ cần là mẹ được tỉnh lại,
tôi sẽ cam chịu bằng mọi giá để trao đổi. Mẹ à, mẹ à, đại ca, anh có thể giúp một tay cho cô Nga được không? Không được. Bây giờ chỉ có nước nhờ ý chí của cô Nga mới có thể tác động được tâm linh của bà Thái. Mình đành chịu thôi. Mẹ à, mẹ à, con xin mẹ hãy tỉnh lại đi. Mẹ đừng có bỏ con nha mẹ. Ông trời, tôi xin ông, tôi xin ông hãy gọi thức mẹ giùm tôi đi. Mẹ của tôi là một người quá lương thiện, không thể nào để bà chịu sự trừng phạt nặng như vậy đâu. Tôi van xin ông mà, tôi van xin ông trời. Tôi van xin ông mà. Mẹ à, mẹ à, mẹ à, cảm ơn trời đất, mẹ đã tỉnh lại rồi. Mẹ à, con về rồi hả? Mẹ, con về rồi đó hả? Mẹ à, Nga à, Nga, Nga, con sao rồi hả? Hả? Nga, Nga, con sao rồi? Hả? Hả? Nga, Nga, Nga. Cô Nga thì là cái hiếu, trên đời thật là hiếm có. Đúng rồi. À, đại ca, cổ bị gì không hả? Ờ, cổ gì quá tiêu hao hơi khí nên tạm thời xỉu thôi, không đến nỗi gì đâu. Thôi mình đi. Ừ. Điều quan trọng hiện tại là phải kiếm cho được Mạo Dung Tuyết. Bất luận khó cách mấy cũng phải đi kiếm. À, đại ca, nếu như anh bỏ đi như vậy, đuổi cổ bị thu vô nhiếp hồn kiến của Tam Bất Chân Nhân, vậy thì sự quan ước của cổ khó được quá giải đó. Người nói đúng lắm. Phu Khổ, có người ở lại đây bảo vệ cổ. Dạ. Còn ngươi thì căn dặn năm con tiểu quỷ bảo chúng nó ngày đêm bảo vệ bà Thái, vậy thì an toàn lắm rồi. Đúng như vậy. Sư phụ à, chuyện gì? Nè, đệ tử à, thầy ngửi có mùi đó nha ha. Là mùi gì vậy? Quỷ quấn chi khí. Mùi âm hồn mà. Ây da, đâu có mùi âm hồn chứ. Là do sư phụ kê tôi nấu giò heo đó. Chết rồi, khét hết rồi. Ây da, nhanh lên, nhanh lên. Khấu kiếp, chết mày à. Quả thật là có mùi vong hồn mà. Chẳng lẽ vong hồn của Đậu Nga gì đấy đã về rồi? Nga, con có ở đây không?
Mẹ à, con đang ở đây. Mẹ muốn uống nước. Vậy được, để con đi rót cho mẹ. Quả thật bằng đạo đoán không có sai đâu ha. Xong phép. Ấy à, lại làm luôn. Sư phụ à, sư phụ. Tại thì thôi. Còn dám tới đây quấy nhiễu hả? Dạ dạ. Chỉ với ngươi bây giờ. Dạ tôi đi, còn không mau chạy. Dạ. Đi. Dạ. Dạ. Đầu ngang cô nương, cô có bị gì không? Cảm ơn phú cố đại ca đã cứu giúp. Không cần cách sáo, đại ca tôi biểu tôi tới đây để bảo vệ cô. Đại tướng quân thiệt là chu đáo đối với ta quá. Xin đại ca chuyển lời cảm ơn đại tướng quân giùm tôi nha. Không cần cách sáo. Đầu ngang cô nương, cô vào lo cho mẹ cô đi. Nam tiểu quỷ, bảo vệ cô ngay cho thiệt tốt, không được chểnh mảng, nhớ chưa hả? Dạ. Án binh bất động, người đã thất bại liên tục 3 lần. Dòng hồn tiểu yến đang ở trước mặt của người, mà ngươi còn nói án binh bất động. Tiểu hoàng gia, lỡ tay 3 lần đó, quả thật là bằng đạo bất tài. Nhưng mà thế hiện tại, cái dòng hồn của Đậu Nga đó chưa đến nỗi làm bất lợi cho tiểu hoàng gia đâu. Nói vậy là sao? Hiện tại, cả tinh thần của Đậu Nga đó đều nhập hết vô trong người của bà Thái rồi. Dù cho có ở ngay trước mắt mình, cũng đều không gây rắc rối đâu, tiểu hoàng gia. Ta đã nói rồi, tất cả phải giải quyết dòng hồn của Đậu Nga. Như vậy tâm hồn của ta mới được yên ổn. Tôi biết. Nhưng mà hiện tại chỉ có mình phù khổ cản trở tôi thu phục cái dòng hồn của Đậu Nga. Bằng đạo xin tiểu hoàng gia cho thêm chút thời gian nữa. Chỉ cần tôi tìm ra cách, nhất định đem dòng hồn của Đậu Nga hút vô nhíp hồn kiếm này đó hả? Được. Nhưng mà chắc ông cũng từng nghe không được thất bại 3 lần chứ hả? Đúng. Nếu mà lần này thất bại, tôi nhất định không tha cho ông đâu. Lần này thì là khổ rồi. Đại ca, ngươi kêu cái gì? Ta đã bảo ngươi ở lại đó bảo vệ của Đậu Nga mà, tại sao chạy tới đây? Quả thật đoán trúng hết. Tên đạo sĩ đó quả thật muốn thu cái tâm hồn của cô Nga vô nhiếp hồn kiếm. Cuối cùng tôi đánh họ chạy mất. Ủa? Đại ca. Sao hả? Phát giác điều gì? Thật là không ngờ, chia nhau đi tìm rồi cũng vẫn không tìm được. Vậy thì Mạo Dung Tuyết bây giờ cô đang ở đâu đây? Nếu cứ như vậy thì hàng tháng ở Sở Châu luôn luôn bị quan ức của cô Nga, chừng nào mới kết thúc được đây? Đại ca, đây cũng là lúc để nói hết ra tất cả. Ngươi đang nói gì vậy? Hồi trước phủ khổ muốn nhờ đại ca nói ra hết tất cả những gì với Mộ Dung Tuyết. Tôi còn tưởng là đúng lúc để nói thì đại ca tự nhiên nói ra. Nhưng bây giờ anh không thể chần chờ được. Ấy, đại ca, anh hãy mau đem cái chuyện của anh nói hết ra đi. Hay là có thể tìm ra được manh mối nào để giải quyết cái vấn đề khó khăn của anh chứ? Ngươi nghĩ có đúng hay không? Đúng vậy. Đại ca, đại ca cứ nói đi. Được rồi, để ta nói đây. Lẽ ra chuyện đã qua rồi không nên nhắc tới nữa, nhưng hễ mỗi khi nhớ tới thì giống như đang ở trước nhãn tiền. Lúc đó ta mới vừa chia tay với Tiểu Điệp để lên thành dự thi,
Lúc đó ta còn chưa quen với hai người. Chẳng lẽ trước khi đại ca gặp chúng tôi đã quen cô Nga rồi à? Chẳng những như vậy, bọn ngươi còn nhớ không, khi mà Đường Thái Tôn lập quốc, có một vị lập quốc công thần gọi là Quách Trì Kính Đức Đại Tướng Quân. Dĩ nhiên còn nhớ ổng chứ. Ổng đã giúp cho vua Đường bình định Giang Sơn, sau đó được Ngọc Hoàng Thượng Đế phong thành thành môn đó mà. Đúng vậy. Vậy thì Quách Trì Tướng Quân với cô ta lẫn đại ca là quan hệ sao đây chứ? Chuyện đã lâu lắm rồi. Lúc đó cô ta còn là một ca kỹ nổi tiếng, cô đã xuống tới Trung Nam. Hay lắm. Đại gia xấu quá à. Nè uống thêm đi. Hay. Đàn hay lắm. Người đâu, thưởng nhiều cho ta. Dạ. Tạ ơn đại nhân. Chờ chút. Dạ thưa đại nhân, có chuyện gì? Mạo Dung cô nương, tôi đã liên tục 3 đêm tới đây ủng hộ cô. Tối nay có thể ăn cơm với tôi một bữa không? Về chuyện này tôi đã có nói rõ rồi. Tôi chỉ hiến nghệ thôi, chứ không hiến thần. Phá lệ một lần đi. Chỉ cần cô chịu nể tình tôi, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết thôi. Bộ ông tưởng là ông có tiền rồi thì có thể mua chuộc được tôi à? Ông đừng có hòng nha. Ông đừng có quá mơ tưởng như vậy. Một cô ca kỹ thôi mà có gì lên mặt như vậy? Ở đoạn không được hả? Coi chừng đi. Mời Dung cô đây. Các người muốn làm, gì? Đại nhân mời cô trở vô. Còn nếu ta không chịu thì đừng trách không có sáo đâu nhờ. Buông ra. Còn không đi à? Cô nương à, cô không sao chứ? Cảm ơn hiệp sĩ đã cứu kịp thời. Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đáng kể. Tại hạ cáo từ. Xin hiệp sĩ hãy dừng bước. Xin hỏi quý thánh đại danh? Tại hạ Trung Quỳ. Còn tôi là Mạo Dung Tuyết, vì để đền đáp hiệp sĩ. Vậy xin mời hiệp sĩ hãy tới lữ quán của chúng tôi dùng miếng trà. Tại hạ còn có chuyện quan trọng. Hảo ý của cô nương tôi xin cảm ơn trước. Cáo từ. Tiếc à, mình đi đi em. Anh có mỏi chân hay không? Không mỏi đâu, làm gì mà mỏi. Anh cũng không nên quá chiều chuộng em như vậy. Sau này anh cứ để cho em tự trả là được rồi. Em trả không được đâu. Được phục vụ cho em, đó là hãnh diện của anh rồi. Thiệt là cực cho anh quá. Anh Trung Quỳ đúng. Tại sao tới bây giờ còn chưa tới vậy? Mấy ngày đã qua rồi, tại sao hắn lại không chịu chấp nhận hảo ý của em? Em đối với ấn tượng của hắn có phải là sâu sắc lắm không? Phải thì phải, nhưng mà dù phải thì cũng đâu có được gì đâu. Em thấy phiền quá à. Em muốn ra qua giường để dạo chơi. Thank you.
lại. Tướng quân. Phu nhân, không có sao chứ? Không sao, cảm ơn hiệp sĩ cứu giúp. Ông đã cứu giúp phu nhân của tôi, xin nhận của tôi một lại. Không dám. Thì ra ông đây là danh tiếng tại Lạc Dương, đã lập được đại công cho nhà Đường, Quách Trì tướng quân đó hả? Dạ không dám. Xin hỏi quý danh của các hạ là? Tại hạ là Trung Quỷ. Ồ, Trung Quỷ. Về cái chuyện này, tôi cùng với phu nhân tôi về quê tế tổ, không ngờ lại gặp sát thủ. Trung Quỳnh, quên ra tay cứu giúp, tôi cảm kích bất tận. Nhưng mình đã gặp ở tại đây, hay là sẵn dịp tôi mời anh tới nhà tôi uống một ly rượu? Tướng quân hậu đại, Trung Quỳ cung kính bất như tùng mệnh. Hay. Tại hạ Vô Văn Càn, thừa lệnh của Đông Cung Thái tử Điện Hạ, từ xa xôi tới đây để gặp tướng quân, cùng để trình lên một bức mật hàm của Điện Hạ, xin tướng quân thẩm duyệt. Tướng quân, thái tử có thể nói đây là thiện chí. Nếu như tướng quân không từ chối, sự phú quý vinh hoa sau này có thể nói bất tận. Thái tử vừa muốn trọng dụng tướng quân đã ra lệnh tôi mang vàng bạc châu báu tới đây để tặng tướng quân. Thì khốn kiếp, thái tử điện hạ này coi quá tiệt kính đức ta là người như thế nào. Tướng quân ông đi. Tướng quân đi đi. Không lẽ ngươi muốn chờ chém đầu hở? Mình đi. Ủa? Sự thật chuyện này là thế nào? Nói ra thì dài dòng. Trước đây tôi là hạ thuộc của Vũ Châu, sau đó bị Tần Dương bắt đi, vì chịu ân nghĩa lớn lao của Lý Thế Dân, khiến tôi phải hạ quyết tâm dốc lòng trung thành với Đường Dương. Còn về đại sự thống nhất của nhà Đường, lập ra biết bao nhiêu hàng mã công lao, nhưng chỉ vì... Chỉ vì thế nào? Sự nghiệp của Tần Dương tột đỉnh, thần sợ không giữ vững được cái ngôi vị thái tử, do đó mới hiệp cùng với Tần Dương Lý Nguyên, bất kể thủ đoạn gian xảo, đã kích Lý Thái Dân. Tôi đã khuyên Tần Dương cẩn thận, chẳng qua là Lý Thế Dân ngài không nhẫn tâm thế huynh đệ tương tàn mà cam chịu nhường nhịn. Theo tôi nghĩ, nếu tình thế vẫn phát triển như vậy, khẳng định rằng sẽ xảy ra một trận cấu xé vô cùng tai hại. Thực ra là vậy. Hèn chi thái tử sai người đem vàng bạc tới mua chuộc tướng quân. Muốn mua chuộc tôi? Đừng hòng. Nếu như đã mua chuộc tướng quân, thì tại sao còn sai người tới để ám sát tướng quân? Phải hả? Vậy thì mâu thuẫn lắm đó. Trừ phi... Trừ phi thế nào? Trừ phi thái tử điện hạ phái hai toán người tới. Toán người thứ nhất tới để mua chuộc tướng quân, còn toán người thứ hai là phải giết chết tướng quân, rồi sau đó mới hành thích Tần Dương. Nếu không thì không bao giờ như vậy đâu. Có lý lắm, rất có lý. Nếu như toán người Dương Văn Côn muốn mua chuộc được tôi, như vậy toán mà muốn giết chết tôi là ai đây hả? Đây chính là vấn đề mình phải giải quyết cấp bách. À, thôi được rồi, đừng có nói chuyện này nữa, mình uống rượu đã. Mời. Nào, xin kính tướng quân. Ê, từ nay ngươi đừng có kêu ta bằng tướng quân nữa. Con người của ta rất là thẳng thắn, không thích những gì lòng vòng quanh co. Hay là vậy đi, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, từ nay ngươi cứ kêu ta bằng đại ca, còn ta kêu ngươi bằng hiền đệ có chịu không? Nếu đã như vậy, xin kính đại ca. Được, ta cũng kính hiền đệ. Tình Trung Quỳ đó tại sao lại thân mật với Quách Trì vậy? Kính bẩm đại nhân, theo tình hình cho biết, cái tên Trung Quỳ đó phải giải cứu cho Quách Tường. Hả? Vậy lạ thiệt. Chẳng lẽ thái tử giấu ta rồi cho người đến ám sát tướng quân sao hả? Đại nhân đoán điều đó có lẽ là sự thật đó. Không được, ta không để cho người khác xô đổ công lao của ta. Thái tử đã hứa với ta, xong việc rồi sẽ phong ta thành đô đốc Khánh Châu. Khoát tổng quản tôi. Khoát tổng quản đã đến. Khoát tổng quản. Ở đại nhân, làm phiền ông. À, đâu có gì, đây là thù lao của ông đó. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân.
Tổng quản, khoan cá mừng đã. Dạ. Chỉ cần bắt được vợ của Quách Trì thì ngươi sẽ được gấp đôi thù lao. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Ngươi nghe đây, ngươi tính cách nào mới lẻn được vô phủ của họ? Tiểu nhân có cách rồi đó đại nhân. Các ông có thể giả thành như là kẻ hạ vậy, do tiểu nhân này làm tiếp ứng, vậy thì lẻn vô được dịch phủ một cách dễ dàng rồi, phải không hả? Hay lắm. Như vậy thì dứt khoát theo kế hoạch của người, lập tức hành động. Dạ đại nhân. Mạo Dung Tuyết bái kiến tướng quân. Được tướng quân có hảo ý, mời anh em chúng tôi qua đây đánh đàn giúp vui, thì quả thật là cảm kích nguồn tận. Hai người đừng có khách sáo hả? Bởi vì phu nhân của ta thích thưởng thức tiếng đàn tỳ bà của cô, cho nên mới mời cô nương tới đây để hòa tấu một bản. Cảm ơn tướng quân. Tướng quân, ông thì đã mời được Mạo Dung cô nương tới hả? Khấu kiến phu nhân, miễn lễ miễn lễ. Mạo Dung cô nương à, xin cô hãy lập tức hòa tấu tỳ bà đi. Phu nhân đã ra lệnh, tiện nữ xin tuân theo. Đàn rất là hay nha. Tại sao người đàn bà lại có đây vậy? Đừng nói gì nữa, mình phải cẩn thận hành động nha. Đi gì? Thật là tuyệt diệu quá. Rất hay. Tạ ơn phu nhân. Đàn cũng đã đàn xong rồi. Vậy chúng tôi xin phép được cáo từ. Không được đâu. Mạo Dung cô nương à, tôi thích nghe tiếng đàn tỳ bà lắm, mà cô lại đàn được quá tuyệt diệu. Cô có thể ở lại đây vài hôm để tôi có cơ hội thưởng thức hay không? Như vậy thì có mạo muội lắm hay không? Ê, không có sao đâu phu nhân. Bà nghĩ ra ý này thiệt hay đó. Dù sao ở trong phủ của ta cũng bỏ trống nhiều phòng. Cô nương à, hay là cô ở lại đây vài hôm để hòa tấu cho phu nhân tôi nghe đi. Nếu được tướng quân và phu nhân ái mộ như vậy, thì xem ra tôi không ở lại thì không được rồi. Tuyết em. Em Tuyết à, em có tâm sự hả? Có phải gì Trung Quỳ không? Em muốn ra ngoài một chút. Em Tuyết. Em Tuyết. Ai vậy? Các người làm gì? Thì ra là ngươi. Cố Tư Giới! Cố Tư Giới! Đừng lại! Nếu không thì giết ngươi bây giờ! Ngừng tay! Ngừng tay! Tướng công cứu em! Tất cả lưu rớt! Nếu không thì giết bản này! Ngừng tay! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có hòng ám hại phu nhân của ta. Nếu không, ta không có tha cho ngươi đâu. Đi. Tướng công, đừng có làm bậy nha. Tướng công, thế nào, không có sao chứ? Không sao. Trương đại ca, có sao không? Không sao, cảm ơn cô nhiều lắm.
Nếu không tôi đã chết dưới làn đao rồi. Anh đã quá lời. Thầy tôi khốn kiếp cho một tên ăn chén đã bắt. Lôi hết ra ngoài chém đi. Đừng. Họ là ai vậy hả? Dung Nhi, xin lỗi nha, đã làm liên lụy đến người. Thật ra những người này họ tới đây để đối phó ta. Tôi nghĩ những người này nhất định là sát thủ do Lý Kiến Thành phái tới. Hết sức khốn kiếp. Cảnh mùa thu thiệt đẹp quá, lại rất yên tĩnh nữa. Cứ mỗi lần mà tôi có tâm sự thì tôi thích một mình ra ngoài này nghỉ một chút, thì sau đó rất là thoải mái. Anh à, tại sao cô lại biết võ nghệ? Là như vậy, võ công của tôi là cha của tôi đã dạy từ nhỏ. Cha của tôi là một người Hung Nô, còn mẹ của tôi là người Hán. Miếng ngọc phối này là vật định tình năm xưa của cha mẹ tôi. Vật định tình của cha mẹ cô tại sao lại ở trong tay của cô? Tại vì cha mẹ tôi đã qua đời, chỉ còn lại mình tôi cô đơn lẻ loi. Trước khi mẹ tôi chết, để giao miếng ngọc phối này cho tôi, mà cũng căn dặn tôi rằng nếu ngày nào đó tôi tìm được một người có thể ký thác được thì trao miếng ngọc phối này cho người đó. Nhưng mà đã bao nhiêu năm trời, tôi cứ lãng dương thiên nhai, cứ dẫm tìm kiếm, người mà tôi có thể ký thác lại ở nơi nào đi? Cô Tuyết, Nguy ca, thật ra đã bao nhiêu năm trời em đã quá chán chường cái nếp sống bán nghệ đến mưu sinh lãng du giam hồ. Nếu như em có được một mái ấm gia đình hạnh phúc như vậy thật là hay biết mấy. Nếu em chịu hạ quyết tâm thì em sẽ được mái nhà hạnh phúc. Cô thì được sao? Dĩ nhiên được chứ. Chờ anh đổ đậu qua trạng, hoàn thành xong hôn lễ cho em gái anh. Em chờ anh không? Nguy ca. Sao hả? Chẳng lẽ em không đồng ý? Dạ không phải, là vì em quá vui mừng. Nguy ca, em rất là đồng ý. Nguy ca, nếu như một ngày nào đó ý kiến của hai chúng ta khác nhau mà lại xảy ra xung đột. Anh nói như vậy là sao? Em muốn nói gì đây? Em chỉ là bất quá, em nói đại như vậy thôi. Qua đây. Thank you.
Hiền đệ, ngươi cho rằng thiệt làm như vậy hay sao? Nếu sự phán đoán của tôi không sai lầm, tuyệt đối không thể làm như vậy. Ta đã chờ ngươi lâu rồi. Tại sao ngươi phải ám sát tướng quân? Em Tuyết, là em à? Tại sao lại là em chứ? Là em. Thật ra chính là em. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, em không có còn cách nào khác, cho nên mới đành ra tay giết chết tướng quân thôi. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Tại sao như vậy? Tại vì em chỉ làm theo mệnh lệnh của thái tử. Tại vì sau khi cha của em chết, mẹ của em phải vô làm thị hậu ở Đông Cung để nuôi lớn em. Thái tử đối đãi với hai mẹ con em rất là tốt. Trước khi mẹ của em chết, người đã căn dặn với em nhiều lần, sau khi em trưởng thành nhất định phải biết ơn của thái tử để đền đáp, cho nên em mới trở thành sát thủ bí mật của thái tử. Chuyên môn thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Cho nên chính vì vậy em mới thay đổi thân phận của em. Đúng vậy. Cho nên em mới giả nhân giả nghĩa tốt với anh. Không phải. Không phải đâu. Em thật sự rất là thương anh. Mọi chuyện cũng đã tự nhiên xảy ra hết rồi. Em muốn tránh khỏi, nhưng mà càng tránh thì càng lún sâu. Tại sao em lại không chịu nói cho anh biết chứ? Dĩ nhiên là em muốn rồi. Em đã từng nói, nếu lý tưởng của hai chúng ta khác nhau sẽ xảy ra sự xung đột. Đã quá muộn. Đã quá muộn rồi. Những gì em vừa nói đã quá rõ ràng. Anh muốn chém muốn giết, em sẽ không bao giờ hối hận. Anh cứ tự nhiên. Em biết. Anh mau ra tay đi. Em đừng bắt buộc anh. Anh mau ra tay đi. Nếu anh không chịu ra tay thì đừng có trách em thay đổi ý định. Em biết. Mạo Dung cô nương, những gì hai người đã nói tôi đều nghe rõ hết rồi. Cô đừng có bắt buộc hiền đệ của tôi nữa. Chẳng lẽ tướng quân lại có cách xử sự cao minh hơn tôi hay sao? Không đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với hai người thôi. Hai vị, trước hết là tôi muốn nói rõ ràng, sự việc này chỉ có ba kẻ mình biết mà thôi, tuyệt đối không để cho kẻ khác biết. Dù cho phu nhân của tôi cũng không bao giờ thố lộ một điểm nào ra. Ngày mai tôi sẽ trở về kinh thành. Mạo Dung cô nương, cô tới đây thế nào thì cô trở về như vậy. Còn mình cứ coi cái chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra. Nếu như cô còn điều gì cần thiết nữa, cô cứ việc nói ra cho biết, xin đừng bao giờ khách sáo. Hiền đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Hảo ý này của đại ca tôi không biết làm sao cảm ơn. Được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Mạo Dung cô nương, cô nghĩ đề nghị này của tôi như thế nào hả? Tôi còn chưa hiểu tại sao tướng quân lại xóa bỏ hết việc này. Tôi không có ngại nói ra cho cô biết, những điều này là do tôi học của Tần Dương. Học của Tần Dương? Ban đầu chính vì đại nhân đại nghĩa của Tần Dương khiến cho tôi dốc lòng dốc dạ đi theo ổng. Bây giờ đại đường đang ở trong khoảnh khắc quan trọng, phải cần có một quân dư đại nhân đại nghĩa lòng dạ rộng lượng để kế thừa tiềm năng sáng tạo sự nghiệp.
Nói đến con người của thái tử, Mạo Dung cô nương, cô đã từng ở trong Đông Cung, vậy thì khỏi cần tôi phải nói nhiều. Mặc dù tôi quá hiểu rõ Lý Kiến Thành có ơn với cô, nhưng mà một con người muốn tranh đoạt, đó là chuyện đại thị đại phi, chứ không phải là chuyện cá nhân hèn hạ. Dù rằng có người chống đỡ, cũng phải biết nghĩ đến triều đình và sự hạnh phúc của muôn dân. Mạo Dung cô nương, tôi không phải là đang dạy đời cô đâu. Thật không ngờ trong thiên hạ lại có những người đại nhân đại nghĩa như đại nhân vậy. Người thì ai cũng trung với chủ, tôi không trách cô đâu. Nếu như cô nương mà muốn ở lại đây thì nhạc đàn lẫn cô cứ việc tự nhiên. Nếu như cô muốn đi thì tôi tuyệt đối không bao giờ khó dễ cô đâu.